nhanh lên mới kịp. Trời ơi, thầy thua rồi. Đi tưới nước, bắt sau phụ giúp rất tôi khỏe không chôm chôm. Thôi, không đi nữa đâu. Mình mắc chăm sóc khu vườn yêu quý trong đây rồi. Úi trời, có vườn ngoài đời thật không lo, đi lo mấy thứ ảo trong game làm sao. Tôi làm gì kệ tôi, mấy bạn đi chỗ khác giùm cái. Cứ quậy hết chỗ nói, chơi game thua đậm rồi còn bị làm phiền nữa. Ủa, phải chôm chôm không em? Dạ, em chào chị Nguyệt Anh. À, ra là chơi game. Game gì vậy em? Dạ, game nông trại trên mây đó ạ. Em chơi riết, ghiền luôn. Hôm nào em cũng chơi tới 8 tiếng lận. Ủa, sao em không đi cùng các bạn khác phụ chăm sóc vườn của đất tôi khỏe? Dạ, chơi game ngồi một chỗ à. Chỉ cần dùng đôi mắt và mấy ngón tay nhấn nhấn. Còn đi làm vườn thì thật sự mệt bỏ hơi tai luôn. Nhưng mà em tiếp xúc nhiều với ánh sáng xanh trong điện thoại nhiều quá đó là sẽ làm cho mắt yếu và cận thị đó. Chưa kể là ít vận động là sẽ gây ra béo phì nè, rồi còn đau lưng nữa. Em không sợ hả? Chị Nguyệt Anh nhìn nè, em đâu có sao đâu, khỏe re. Ôi, tự dưng hai mắt giật liên hồi rồi mờ hẳn đi. Vậy con chị, em nhìn thấy chị không? Em không thấy rõ nữa. Mắt em bị sao vậy? Thôi, để chị đưa em đến gặp đất tờ khỏe nè. Đi, đi. Cố lên, sắp xong rồi các con. Bớ, đất tờ khỏe ơi. Đất tờ khỏe ơi, đất tờ khỏe. Chôm chôm gặp chuyện chẳng lành rồi. Đó, đất tờ khỏe, chôm chôm nè. Do chơi game nhiều quá, cho nên bây giờ là mắt mờ, bị giật liên tục luôn. À, để coi. Thu Lu ơi, con giúp được Chôm Chôm đó. Dạ, Thu Lu em sinh ra mắt chị Nguyệt Ánh và anh Chôm Chôm ạ. Nếu mắt bị khô, mờ do thiếu vitamin A và ảnh hưởng bởi ánh sáng xanh của thiết bị điện tử, chúng ta nên bổ sung Thu Lu để giúp sáng mắt nha. Ủa nếu vậy thì trong Thu Lu có chứa vitamin A đúng không đó tôi khỏe? Đúng rồi, Thu Lu hay còn gọi là cây tầm bóp hoặc là cây lòng đèn, rất giàu vitamin A, rất tốt cho việc cải thiện thị lực. Đặc biệt, Thu Lu còn giúp đôi mắt thích nghi tốt hơn với bóng tối và ánh sáng, tạo điều kiện cho võng mạc khỏe mạnh, phòng ngừa đục thủy tinh thể. Thu Lu ơi, vậy em dùng trong các món ăn như thế nào nè? Dạ, em có thể góp mặt trong món salad, làm mứt, nhúng sô-cô-la hay nước ép, đều được hết. Vậy khi mà mình dùng Thu Lu á, thì có nên lưu ý điều gì không đó ta khỏe? Mỗi ngày chúng ta chỉ nên dùng 80g trái tươi hoặc 40g trái khô thôi nha. Các mẹ bầu và trẻ em nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng nha. Khi có triệu chứng dị ứng tức ngực, khó thở, buồn nôn, trái em thì không nên dùng tiếp ạ. Dạ, em biết mình sai ở đâu rồi. Em không dám chơi game hay sử dụng màn hình điện thoại nhiều nữa đâu. Sau khi Thu Lu giúp cho sáng mắt thì em nhớ là phải phụ mọi người chăm sóc vườn tược của Dr. Khỏe nha. Dạ. Giờ em sẽ tự hứa hạn chế sống ảo lại để tích cực chăm sóc đời sống thật ạ. Bây giờ Nguyệt Ánh phải cùng với các bạn nhỏ phụ làm vườn cho đất tôi khỏe rồi. Nguyệt Ánh xin chào quý vị và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại nha.